Phương pháp phân tích thể tích. Mục tiêu học tập. 1. Giải thích được nguyên tắc chung của phương pháp chuẩn độ và cách xác định điểm tương đương để thực hiện phép chuẩn độ trong phạm vi phòng thực hành. 2. Phân biệt được 3 kỹ thuật chuẩn độ để áp dụng vào các phép định lượng theo phân tích thể tích. 3. Rèn luyện kỹ năng tự chủ, tự tra cứu tài liệu, kỹ năng tổng hợp kiến thức và xử lý tình huống. Các phản ứng hóa học thường có phương trình tổng quát A cộng B bằng C cộng D. A, B là các chất tham gia phản ứng. C, D là các chất tạo thành sau phản ứng. Nếu C hoặc D là chất kết tủa, có thể định lượng A thông qua định lượng C hoặc D, lấy riêng tủa C hoặc D đem cân, căn cứ vào thành phần không đổi C hoặc D để tính ra A. Cũng có thể định lượng A thông qua định lượng B. Vì phản ứng giữa A và B có tỷ lệ trao đổi thành phần phân tử nhất định, dùng chỉ thị màu để biết phản ứng kết thúc với A dùng hết bao nhiêu B, từ lượng chất B suy ra lượng chất A. Nguyên tắc chung của phương pháp. Nguyên tắc 1. Phương pháp phân tích thể tích là một phương pháp định lượng hóa học. Dựa vào thể tích thuốc thử, đã biết chính xác nồng độ, dung để phản ứng vừa đủ. Với một thể tích chính xác dung dịch chất cần xác định. Giả sử để xác định nồng độ của dung dịch X, người ta dùng thuốc thử là dung dịch R có nồng độ đã biết, phản ứng giữa X và R xảy ra hoàn toàn. R cộng X bằng P cộng Q. Tiến hành bằng cách nhỏ từ từ từng giọt dung dịch R xuống một thể tích chính xác dung dịch X. Đến khi lượng thuốc thử R nhỏ xuống tương đương hóa học với lượng X thì dừng lại, đọc thể tích dung dịch R đã phản ứng trên bu Z. Quá trình tiến hành như vậy gọi là sự phân độ hay sự phân định bằng phương pháp thể tích. Dung dịch thuốc thử đã biết nồng độ, dung dịch R, gọi là dung dịch chuẩn độ. So với phương pháp phân tích khối lượng thì phương pháp phân tích thể tích có độ chính xác không cao, nhưng vẫn đạt được mức yêu cầu cần thiết. Mặt khác phương pháp phân tích thể tích đơn giản và nhanh hơn, nên được sử dụng rộng rãi. Yêu cầu của phản ứng. Thuốc thử đã chọn phải phản ứng hoàn toàn với chất cần định lượng. Phản ứng phải diễn ra nhanh. Phản ứng phải chọn lọc. Phải có chỉ thị thích hợp để xác định điểm tương đương. Điểm tương đương và điểm kết thúc. 1. Điểm tương đương. 2. Cách xác định điểm tương đương. 3. Điểm kết thúc. Điểm tương đương. Điểm tương đương là thời điểm mà lượng thuốc thử đã phản ứng. Tương đương hóa học với lượng chất cần xác định, điểm tương đương còn được gọi là điểm kết thúc của sự chuẩn độ lý thuyết. Hay điểm kết thúc của sự định phân lý thuyết. Ví dụ, khi chuẩn độ dung dịch axit hydrochloric bằng dung dịch chuẩn độ natri hydroxide. HCl cộng NaOH bằng natri chlorid cộng H2O. Khi số đương lượng của HCl bằng đương lượng gam NaOH thì trong dung dịch chỉ có natri chlorid và H2O, pH của dung dịch là 7, điểm tương đương ứng với pH bằng 7. Điểm kết thúc là thời điểm mà ở đó chất chỉ thị có những biến đổi giúp ta kết thúc sự chuẩn độ. Trong trường hợp lý tưởng điểm kết thúc chuẩn độ trùng với điểm tương đương, trong thực tế điểm kết thúc chuẩn độ thường sai lệch với điểm tương đương. Cách xác định điểm tương đương. Dung chỉ thị. Chất chỉ thị là những chất cho vào dung dịch phản ứng, khi phản ứng đến gần điểm tương đương, thì dung dịch có sự biến đổi đột ngột nào đó, như biến đổi pH, biến đổi thế oxy, hóa khử, làm chỉ thị đổi màu, mất màu hoặc làm xuất hiện tủa. Các chỉ thị thường dùng. Chỉ thị màu. Chỉ thị đục. Chỉ thị huỳnh quang. Chỉ thị nội. Chỉ thị ngoại. Chỉ thị vạn năng. Có trường hợp không cần dùng chỉ thị. Dùng máy đo. Trong quá trình chuẩn độ, tại vùng lân cận điểm tương đương trong dung dịch có một sự biến đổi đột ngột của một đại lượng có thể đo được như điện thế, mật độ quang, cường độ dòng điện. Vì vậy có thể dùng một máy đo để phát hiện điểm tương đương. Chuẩn độ đo thế. Chuẩn độ đo quang. Chuẩn độ ampere. Phân loại phương pháp phân tích thể tích. Dựa vào bản chất phản ứng hóa học xảy ra khi chuẩn độ người ta phân loại phương pháp phân tích thể tích như sau. Phương pháp axit, base. Phương pháp oxy hóa. Khử. Phương pháp kết tủa. Phương pháp tạo phức. Phương pháp tạo cặp ion. Các cách chuẩn độ. Chuẩn độ thẳng, trực tiếp. Chuẩn độ thừa trừ, chuẩn độ ngược. Chuẩn độ thế. Chuẩn độ thẳng, trực tiếp. Chuẩn độ bằng cách nhỏ trực tiếp dung dịch chuẩn độ vào một thể tích chính xác dung dịch cần định lượng. Chuẩn độ thừa trừ, chuẩn độ ngược. Cho một thể tích chính xác và quá dư dung dịch chuẩn độ. Tác dụng với một thể tích chính xác dung dịch cần định lượng, sau đó chuẩn độ thuốc thử dư bằng một dung dịch chuẩn độ khác.
chuẩn độ thế. Cho một thể tích chính xác dung dịch cần định lượng tác dụng với một lượng dư thuốc thử nào đó, phản ứng sinh ra một lượng chất mới tương đương hóa học với lượng chất cần xác định, dùng dung dịch chuẩn độ để định lượng chất mới sinh ra. Tính kết quả trong phân tích thể tích. 1. Tính kết quả trong phương pháp định lượng trực tiếp hoặc phương pháp thế. 2. Tính kết quả trong phương pháp thừa trừ. Tính kết quả trong phương pháp định lượng trực tiếp hoặc phương pháp thế. Bài toán, hút chính xác V ml chế phẩm A, hoặc cân chính xác A gam chế phẩm A, pha thành V định mức ml dung dịch. Trong bình định mức, lấy V 1 ml dung dịch này đem chuẩn độ bằng dung dịch B có nồng độ N2 hết V 2 ml, xác định nồng độ phần trăm của chế phẩm A, hoặc hàm lượng phần trăm của chế phẩm A. Cách 1. Tính theo nồng độ đương lượng. Tính nồng độ của dung dịch A trong bình định mức. N1, V1 bằng N2, V2. Suy ra N1 bằng N2, V2 trên V1. Tính khối lượng chất tan A có trong V ml chế phẩm, hoặc trong V định mức dung dịch. Mét chất tan bằng P, gam lít, trên 1000 nhân V định mức. Tính nồng độ phần trăm, hoặc hàm lượng phần trăm, của chế phẩm. C bằng M chất tan trên V nhân 100. Hoặc C bằng M chất tan trên A nhân 100. Cách 2. Tính theo độ chuẩn. Tính độ chuẩn. TB trên A bằng NB nhân EA trên 1000 gam ml. Tính lượng chất tan trong V 1 ml dung dịch. M1 bằng V2 nhân TB trên A gam. Tính lượng chất tan có trong V định mức dung dịch. Hay có trong V ml mẫu. M bằng M1 trên V1 nhân V định mức gam. Tính nồng độ phần trăm hay hàm lượng phần trăm của chế phẩm. CM chất tan trên V nhân 100 hay C bằng M chất tan trên A nhân 100. Tính kết quả trong phương pháp thừa trừ. Bài toán, hút chính xác V ml chế phẩm A, hoặc cân chính xác A gam mẫu A, pha thành V định mức ml dung dịch trong bình định mức. Lấy V 1 ml dung dịch này rồi cho tác dụng với V 2 ml dung dịch B có nồng độ N2, lượng B dư so với A, để chuẩn độ lượng B dư phải dùng hết V 3 ml dung dịch C có nồng độ N3, xác định nồng độ phần trăm chế phẩm A. Áp dụng công thức N1 nhân V1 cộng N3 nhân V3 bằng N2 nhân V2. N1 bằng N2 nhân V2 trừ N3 nhân V3 trên V1. Sau đó tính kết quả như trên.